Phiên rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FBNC tối ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết, xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Grab, Uber ngừng dịch vụ đi chung xe. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rà soát tổng thể các quy hoạch hạ tầng. 6 tháng đầu năm, GDP cả nước tăng 5,73%. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi và công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam không thực hiện dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng vì không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ, quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định là việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử trong giao dịch thuê xe ô tô thay cho hợp đồng vận tải bằng văn bản. Thông tư số 63 của Bộ về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ cũng quy định hợp đồng vận chuyển hành khách được ký kết giữa đơn vị kinh doanh vận tải với tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê cả chuyến xe. Đối với mỗi chuyến xe, đơn vị kinh doanh vận tải chỉ được ký kết một hợp đồng vận chuyển khách. Trên cơ sở các quy định hiện hành như trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Taxi và công ty trách nhiệm hữu hạn Uber Việt Nam không thực hiện dịch vụ Grab Share và Uber Pool đối với xe hợp đồng. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu tất cả các đơn vị tham gia thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, không triển khai dịch vụ đi chung xe đối với xe hợp đồng. Bộ Công an đang đề nghị Chính phủ cho thí điểm thực hiện cơ chế đấu giá biển số xe ở 5 thành phố lớn. Thông tin được Đại tá Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông cho biết. 5 thành phố lớn sẽ được thực hiện thí điểm bao gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tuy nhiên, ngoài 5 thành phố lớn trên, nếu tỉnh thành nào đề nghị và đủ điều kiện thì cũng sẽ thực hiện thí điểm. Sau một thời gian, Bộ sẽ đánh giá, hoàn thiện cơ chế, báo cáo Chính phủ để thực hiện trên cả nước đối với xe ô tô và xe máy. Kính thưa quý vị, Tổng cục Thống kê cho biết chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 6 năm nay giảm 0,17% so với tháng trước và tăng 2,54% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó có 3 nhóm hàng giảm so với tháng trước, gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,59%, nhóm giao thông giảm 0,71% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%. Lĩnh vực có chỉ số giá tăng mạnh nhất trong tháng 6 là nhà ở và vật liệu xây dựng với mức tăng là 0,53%. Nhóm này bao gồm tiền thuê nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Tính bình quân 6 tháng đầu năm nay, CPI vẫn tăng 4,15% so với bình quân cùng kỳ năm 2016. CPI 6 tháng đầu năm tăng do một số nguyên nhân chủ yếu như sau. Một số địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí, giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới như giá nhiên liệu, chất đốt, sắt thép tăng trở lại, giá dịch vụ y tế tại 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương điều chỉnh tăng. Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI trong 6 tháng đầu năm nay, có một số yếu tố góp phần kiềm chế như chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm 1,74% so với cùng kỳ năm trước đó, đóng góp mức giảm CPI chung 0,39%. Giá thịt lợn giảm mạnh do nguồn cung dồi dào, trong khi nhu cầu mua thịt lợn xuất khẩu sang Trung Quốc cũng giảm. Và chương mục mỗi ngày một con số hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 5,73% thưa quý vị. Đây là mức tăng GDP của cả nước trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Thống kê thì trong quý 2, tăng trưởng GDP cả nước khởi sắc hơn so với quý 1, đạt 6,17%. Tính chung 6 tháng đầu năm thì GDP ước tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó thì khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,65%, đóng góp 0,43% vào mức tăng trưởng chung. Khu vực công nghiệp và xây dựng thì tăng 5,81%, đóng góp 2%. Khu vực dịch vụ tăng 6,85%, đóng góp 2,59%. Mặc dù GDP quý 2 có sự tăng trưởng so với quý 1, nhưng tăng trưởng cả hai quý vẫn thấp hơn kịch bản 6,26% mà Văn phòng Chính phủ đưa ra hồi đầu tháng 5 và còn cách xa mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả năm. Mới đây, vào đầu tháng 6, thì Thủ tướng đã ban hành chỉ thị 24 giao các bộ ngành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP đặt ra cho cả năm là 6,7%. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật trong phần tiếp theo của chương trình. Mỹ cảnh báo Syria có nguy cơ xảy ra tấn công hóa học. Cơn sốt du lịch Đài Loan tại Việt Nam.